Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa nay thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chủ trì phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Phiên họp xem xét cho ý kiến về các nội dung miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026, sát nhập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Hưng Yên. Ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ban hành quy định về xác định chỉ số cải cách hành chính và bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính. Ban hành đề xuất xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở cấp huyện DDCI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2025. Nội dung chi tiết của phiên họp sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú theo dõi. Trong đợt trao huy hiệu đảng dịp 2 tháng 9, toàn huyện Phù Cừ đã có 133 đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng. Trong đó có 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, đó là đảng viên Quách Bắc Đôn và Đào Hạnh Phúc thuộc đảng bộ xã Đoàn Đào, đảng viên Lê Đăng Phán và Nguyễn Viết Bảy thuộc đảng bộ xã Minh Tân. Ngoài ra còn có 5 đồng chí được trao tặng 65 năm tuổi đảng, 9 đồng chí được trao tặng 60 năm tuổi đảng, 25 đồng chí được trao tặng 55 tuổi đảng. Huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý của đảng nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện của đảng viên, là niềm tự hào không chỉ của cá nhân đảng viên mà còn của gia đình và đảng bộ trực thuộc. Chiều ngày 8 tháng 9, đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị tốc mái do bão số 3 tại thôn Xuân Bản, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Gia đình bà Đặng Thị Hạnh, 80 tuổi, nuôi hai cháu bổ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đang sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 kèm theo mưa gió lớn khiến ngôi nhà của gia đình bà bị tốc mái. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà và động viên gia đình bà Đặng Thị Hạnh trị giá 5 triệu đồng và một nhu yếu phẩm. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã đã yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ dọn dẹp, lợp lại mái nhà và thu dọn, giúp gia đình bà Hạnh nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó, mưa lớn nhất tại huyện Ân Thi trên 200mm. Mưa và gió lớn đã làm thiệt hại, ảnh hưởng nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản của người dân và doanh nghiệp. Bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó, mưa lớn nhất tại huyện Ân Thi trên 200mm. Mưa và gió lớn đã làm thiệt hại, ảnh hưởng nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản của người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có thiệt hại về người, đã sơ tán 114 hộ. Về cơ sở vật chất, nhà bị tốc mái hư hại 951 nhà, sập 1 nhà trên 9.000 cây xanh bị đổ. Thiệt hại về hoa màu ước tính diện tích thiệt hại trên 14.000 ha, trong đó diện tích lúa trên 10.000 ha, cây ăn quả 1.800 ha. Các thiệt hại khác: 5 ô tô, 6 xe máy và 2 xe cải tiến bị cây đè, 490 m2 mái chống nóng trụ sở trường học bị tốc mái, hư hỏng 48 lồng bè cá, 4 trạm biến áp bị sập đổ. Đến 17 giờ chiều ngày 8 tháng 9, có 38 trạm biến áp chưa có điện, 84 trạm bơm mất điện, tại một số khu công nghiệp không có thiệt hại lớn. Ngay sau khi bão số 3 diễn ra, đã có nhiều lượt cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã tổ chức giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão. Với tinh thần khẩn trương nhanh chóng, đã có hàng trăm các cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân và các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả sau cơn bão. Tại các tuyến đường, mưa bão đã làm nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ. Các đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cắt cành, dọn dẹp, đảm bảo nhanh chóng tạo đường thông hè thoáng, giúp nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao, ngay từ trong đêm 7 tháng 9, cán bộ công nhân ngành điện Hưng Yên đã khắc phục nhanh các sự cố điện, góp phần đảm bảo điện, chống úng và tiến tới cấp đủ nguồn cho các phụ tải trên địa bàn. Trực bão xuyên đêm, ngay khi ngớt mưa và gió giảm cường độ, 3 giờ sáng ăn nhẹ để kịp có mặt trên đường dây khắc phục sự cố điện. Đó là công việc của cán bộ công nhân và lao động ngành điện trong 24 giờ qua khi cơn bão số 3 gây thiệt hại lớn về tài sản.
trong vòng 1,5 tiếng là chúng tôi xử lý cái sự cố đường dây 2 cái vô lộ 479E5.7 để cấp điện lại cho dân. Sau bão đã có 70 lộ truyền tải điện bị sự cố khiến cho 132 trạm biến áp ngừng hoạt động. Chỉ hơn 13 giờ khắc phục hậu quả do mưa bão, đến thời điểm này 100% sự cố trên lưới điện cao thế 110 kV đã khắc phục xong và đóng điện trở lại. Gần 90% trong tổng số 132 trạm biến áp đã được sửa chữa, thay thế và hoạt động trở lại. Các cái phụ tải ưu tiên, việc cấp điện cho các ban chỉ huy phòng chống lụt bão là 1, cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng là 2, cấp điện cho các trung tâm y tế là 3. Những cái trọng điểm quan trọng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, rồi Công an tỉnh, với Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng ủy ban, những cái điểm quan trọng liên quan đến chỉ huy phòng chống lụt bão thì là cái đấy phụ tải là phải ưu tiên là khắc phục đầu tiên số 1 vậy. Và ngay trong từng cái phụ tải ưu tiên, ví dụ như trạm bơm thì chúng tôi phải ưu tiên là những trạm bơm nào quan trọng, với trạm bơm đầu mối quan trọng thì phải ưu tiên cấp điện lại cho trạm bơm đó trước. Đơn vị phấn đấu hết ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 xử lý 100% sự cố và đóng các trạm biến áp còn lại, qua đó đảm bảo cấp điện cho 100% khách hàng sử dụng. Mưa lớn, nước không kịp tiêu thoát đã làm ảnh hưởng tới nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu và tài sản của bà con nhân dân trên địa bàn xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Vì vậy, ngay sáng hôm nay, chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục. Để tránh ngập lâu sẽ gây hư hại, cùng với huy động máy bơm nước xả nước cho các cánh đồng, hai ngày nay, chính quyền địa phương xã Hoàn Long cùng bà con nhân dân tập trung chống buộc lại gần 280 mẫu hoa màu cây ăn quả. Trong đó, gần 200 hectare cây ăn quả, chủ yếu là cây ổi, đang trong thời kỳ thu hoạch. Thu dọn 60 mẫu rau màu, đổ dàn, ngập úng, không có khả năng khắc phục. Ngoài thiệt hại trên, bão số 3 còn làm 6 ngôi nhà, 7 trang trại chăn nuôi bị ngập và tốc mái, thiệt hại trên 1.000 con gà. Thời điểm này, thành phố Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch hơn 1.000 hectare nhãn. Hiện còn một số vườn nhãn muộn ở các xã Hồng Nam, Quảng Châu đang được bà con thu hoạch và bán với giá khá cao. Gia đình ông Đỗ Quang Huấn ở thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam có hơn một mẫu nhãn, trong đó có khoảng 6 dòng nhãn hương chi cho thu hoạch muộn. Ông Huấn cho biết, mặc dù nhiều nơi mất mùa, song các diện tích nhãn muộn của gia đình ông năm nay vẫn cho sản lượng ổn định với hơn 5 tấn quả. Do có kinh nghiệm cùng trình độ thâm canh nhiều năm nên chất lượng nhãn muộn của gia đình ông luôn đảm bảo. Thời điểm này, mỗi kg nhãn hương chi muộn có giá từ 25 đến 30 nghìn đồng một kg và được tiêu thụ thuận lợi. Đến giờ phút này tôi bẻ đã được trên 4 tấn rồi. Đấy, còn lại trên vườn một ít nữa thì đến giờ phút này tôi đã thu được trên 80 triệu rồi. Đấy là của cái nhãn muộn. Những năm gần đây, mặc dù diện tích làm nhãn muộn trên địa bàn thành phố không nhiều, chỉ chiếm gần 10%, song cũng đã giúp đa dạng sản phẩm nhãn quả tươi đáp ứng nhu cầu của thị trường với thời gian thu hoạch kéo dài, hạn chế việc thu hoạch tập trung dẫn đến tư thương ép giá. Trong khi các vùng trồng nhãn trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong diện tích nhãn chính vụ, thì tại huyện Khoái Châu, bà con hiện vẫn đang phấn khởi thu hoạch nhãn muộn. Năm nay, sản lượng nhãn toàn huyện chỉ đạt khoảng 60% so với năm ngoái, song vẫn được coi là một năm thắng lợi của người trồng nhãn tại đây, khi quả nhãn được tiêu thụ tốt, giá thành cao. Một trong những chuyến hàng nhãn siêu ngọt cuối đang được Hợp tác xã Nông sản sạch Minh Bảo ở xã Bình Kiều thu hoạch, chuyển tới khách hàng tại tỉnh Ninh Bình. Với diện tích khoảng 25 hectare, năm nay, Hợp tác xã thu hoạch khoảng 50 tấn nhãn các loại với các giống nhãn chất lượng cao như T2, T6, siêu ngọt, miền thiết. Không chỉ riêng Hợp tác xã phấn khởi, mà nhiều bà con nơi đây đều vui mừng vì quả nhãn được tiêu thụ tốt với giá thành cao hơn năm ngoái từ 10 đến 15%. Nhà tôi thì năm nay là cũng một mẫu nhãn chủ yếu, nhưng tôi là có T6 và siêu ngọt. Cái sản lượng thì thực ra là ngay bán hết từ đầu, không có nhãn để phục vụ. Nên là bà con năm nay thì tuy mất mùa nhưng là rất phấn khởi vì cái giá thành nhãn năm nay so với mọi năm là tuyệt vời. Sản phẩm của Hợp tác xã chúng tôi là chủ yếu là làm hàng quà biếu, còn một số thì là chúng tôi sẽ bán ở các cái siêu thị như vừa rồi là ở trên Bixi. Thì trà cuối này chỉ còn siêu ngọt và T2, thì hiện tại đến giờ này là chúng tôi đã thu gần như là hoàn thiện nên bà con rất phấn khởi. Huyện Khoái Châu là thủ phủ trồng nhãn của tỉnh Hưng Yên với diện tích đạt trên 1.200 hectare đang cho thu hoạch. Trong đó, nhãn chín muộn chiếm khoảng 70% diện tích, tập trung ở các xã Hàm Tử, Bình Kiều, An Vĩ. Các giống nhãn chủ lực của huyện là T2, T6, nhãn muộn miền thiết. Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều vào giai đoạn ra hoa đậu quả non nên sản lượng toàn huyện giảm, ước đạt trên 7.000 tấn quả. Bù lại, nhãn chín đến đâu đều có thương lái vào vườn đặt mua với giá cao đến đấy.
dù bán lẻ hay bán buôn thì người trồng nhãn vẫn có lãi. Đặc biệt, với hơn 600 hecta nhãn được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn, còn được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng, hội chợ, giá thành cao hơn từ 30 đến 40% so với thị trường, đạt từ 50 đến 100 nghìn đồng trên 1 kg tùy loại. Giá năm nay là đạt rất cao, so với 4-5 năm trở lại đây mới được cái giá như này. Trong đó nhãn miền thì cơ bản nhân dân bán được từ 15 đến 20 nghìn đồng một ký. Nhãn T2, T6 thì bán được 35 đến 40 nghìn. Và nhãn siêu ngọt thì bán 40 nghìn đồng đến 45 nghìn đồng trở lên. Đây là cái giá là tại gốc. Đến nay, các diện tích nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu đã thu hoạch xong khoảng 95% diện tích. Bà con đang khẩn trương thu hoạch những diện tích còn lại để tránh cơn bão số 3 đang đến gần, đồng thời dọn dẹp cắt tỉa và chăm sóc cây để kịp thời kỳ sinh trưởng cho vụ tới. Với sự đam mê gắn bó và muốn phát triển sản phẩm đồ chơi truyền thống, các hộ làm nghề thôn Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ vừa khéo léo tạo ra đa dạng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, vừa đẩy mạnh quảng bá, nhờ đó sản phẩm của làng nghề ngày càng được thị trường ưa chuộng dịp Trung thu. Cha truyền con nối, đến nay gia đình ông Đông có trên 40 năm gắn bó với nghề làm đồ chơi truyền thống. Mỗi năm gia đình sản xuất trên 20.000 sản phẩm các loại có mẫu mã đa dạng phong phú, trong đó sản xuất 10.000 cặp trống lớn nhỏ khác nhau và 10.000 mặt nạ truyền thống. Sản phẩm sản xuất đến đâu được xuất bán hết luôn đến đó với giá thành chỉ từ 20 đến 70.000 đồng một sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho 8 lao động tại địa phương. Mỗi năm gia đình còn tiếp hàng chục đoàn khách tới tham quan, trải nghiệm. 3 năm trở lại đây, gia đình nhận được nhiều đơn đặt hàng sản xuất không kịp xuất bán. Luôn luôn cái đó phải sáng tạo ra. Thế ngày xưa chỉ có ông Tễu thôi. Ông Tễu nam, Tễu nữ là múa kỳ nân, là cầm quạt, cầm gậy thôi. Đến thời kỳ này mà tôi đã phải nghĩ ra làm tới hơn 20 chủng loại. Thì hiện nay là tôi đã lưu giữ được nghề nghiệp và đã truyền được một người con đang làm. Kế thừa và phát huy truyền thống của gia đình, vợ chồng bà Là chuyên sản xuất trống, tang trống để cung cấp cho các hộ sản xuất trong làng. Với sự hỗ trợ của máy móc cộng với đôi bàn tay khéo léo, mỗi năm gia đình bà cung cấp cho thị trường trên 10.000 cặp tang trống, mỗi cặp gồm 3 chiếc, có kích thước lớn nhỏ khác nhau, sản phẩm có màu sắc bắt mắt, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao nên việc tiêu thụ rất thuận lợi. Thì chúng tôi rất phấn khởi là cái nghề trống của chúng tôi đã ngày một phát triển lên và bán được nhiều hàng hơn. Mấy năm về đây là bán được rất nhiều, hiện giờ là không có hàng mà bán. Xã Liêu Xá hiện có trên 10 hộ tham gia sản xuất các sản phẩm đồ chơi truyền thống. Với các sản phẩm đồ chơi chủ yếu như trống, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, đầu sư tử, hoạt động sản xuất diễn ra quanh năm và được sản xuất nhiều vào thời điểm giáp Tết Trung Thu và Tết cổ truyền của dân tộc. Trung bình mỗi năm, làng nghề cung cấp cho thị trường trên 200.000 sản phẩm đồ chơi truyền thống các loại. Vận động các gia đình tuyên truyền con cháu giữ lại nghề truyền thống, chúng tôi cũng quảng bá trên tất cả các thông tin đại chúng để cho cái mặt hàng của thôn Ông Hảo sẽ được phát triển đi xa hơn. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, một số cơ sở ở thôn Ông Hảo đã nhạy bén khi kết hợp sản xuất với hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, khách du lịch. Tại đây, du khách được giới thiệu về làng nghề tham quan và trực tiếp được tham gia vào các quy trình sản xuất các sản phẩm đồ chơi Trung thu. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng được lan tỏa, hiện làng nghề đã vượt qua giai đoạn khó khăn và ngày càng phát triển. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh vừa phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân, hội viên chất độc da cam dioxin hai huyện Ân Thi và Yên Mỹ. Tham gia chương trình, gần 400 nạn nhân và hội viên chất độc da cam dioxin của hai huyện Yên Mỹ và Ân Thi đã được các y bác sĩ của phòng khám đa khoa Medica Hà Nội thăm khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát và khám chuyên khoa như siêu âm ổ bụng tổng quát, siêu âm tuyến giáp, chụp X-quang tim phổi, xét nghiệm máu, nội soi tai mũi họng khám mắt và xét nghiệm máu khám phụ khoa. Bên cạnh được thăm khám tư vấn sức khỏe, mỗi nạn nhân hội viên chất độc da cam dioxin còn được tặng quà gồm một suất ăn sáng, một túi thuốc hoạt huyết dưỡng não, vitamin A, vitamin D và nước súc miệng. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Thank you.